Gái trẻ lang thang trong đêm, công an kiểm tra phát hiện sự thật ngỡ ngàng. Trong lúc tuần tra kiểm soát, cơ quan chức năng đã phát hiện một cô gái có biểu hiện nghi vấn trong đêm. Tiến hành kiểm tra phát hiện vi phạm. Theo An ninh Thủ đô, ngày 24 tháng 7, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Lương, 23 tuổi, quê quán Yên Mỹ, Hưng Yên để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo nguồn tin trên, khoảng 23 giờ 40 phút ngày 11 tháng 7, tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Ba Đình làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn đến trước số 15 đến 17 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ. Lúc này, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng nữ có biểu hiện nghi vấn. Sau đó, cơ quan chức năng xác định đối tượng giấu một túi ni lông bên trong có hai viên nén màu nâu và một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Đối tượng khai nhận là Nguyễn Thị Lương. Bước đầu, Lương khai nhận toàn bộ số viên nén và tinh thể màu trắng trên là ma túy tổng hợp, cô ta mang bán cho khách kiếm lời. Số ma túy được đối tượng mua với giá 5,1 triệu đồng và nếu chốt lọt Lương sẽ thu lời bất chính khoảng 1,5 triệu đồng. Cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.